Quang Huy xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị đang đến với Camera 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý vị, hiện nay khi tham gia giao thông, không ít phương tiện xe máy chạy song song với xe tải lớn, xe container. Điều này là vô cùng nguy hiểm bởi người điều khiển phương tiện rất dễ lọt vào vùng mù hoặc là chẳng may gặp sự cố trên đường thì rất dễ ngã vào gầm của các xe tải trọng lớn và dẫn đến tai nạn, thương vong. Và các tình huống được Camera 24 giờ ghi nhận tiếp tục là một lời nhắc nhở mọi người về sự nguy hiểm này. Theo camera hành trình ghi lại, hai chiếc xe tải chạy gần như song song. Lúc này ở làn đường bên phải có một người điều khiển xe máy cố tăng tốc chạy vượt lên. Thế nhưng người này bị vấp phải chướng ngại vật trên đường nên không may bị ngã vào bánh sau xe tải. Nạn nhân và xe máy bị bánh xe tải cán, văng mạnh vào lề đường. Ghi nhận tại hiện trường, nạn nhân bị thương rất nặng sau vụ va chạm. Theo camera hành trình ghi lại, khi các xe máy khác đi chậm để nhường đường cho xe tải lớn nhập làn, thì người đàn ông điều khiển xe máy vẫn cố chạy sát giải phân cách ở làn đường dành cho ô tô. Lúc này cho nhập làn nên xe tải dồn hết tay lái, phần đuôi va chạm với tay lái xe máy và kéo ngã chiếc xe. May mắn không có thương vong xảy ra. Vụ việc được camera giám sát của nhà dân tại khu vực cầu An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang ghi lại. Thời điểm này, đường có đông phương tiện qua lại, các xe đang đi trên đoạn đường hẹp lên cầu. Lúc này, từ bên đường, một người đàn ông đi xe máy sang đường tạt đầu xe container đang đi tới. Tình huống này đã làm cho cặp vợ chồng lớn tuổi đang chạy xe song song bên hông xe container bị bất ngờ, giật mình hoảng hốt nên bị té ngã xuống đường, sau đó bị container cán qua. Vụ tai nạn là lời nhắc nhở mọi người cần hết sức thận trọng khi lưu thông gần xe tải trọng lớn để đảm bảo an toàn cho chính mình và những người tham gia giao thông khác. Đoạn video này được camera hành trình của một ô tô phía sau xe đạp này ghi lại. Người điều khiển xe đạp chạy phía sau xe tải trong điều kiện trời tối, tầm nhìn hạn chế. Các phương tiện lúc này đều chạy ở làn bên trái sát đường ngược chiều. Mặc dù không xảy ra tai nạn, nhưng đây là một tình huống hết sức nguy hiểm. Một số người khi tham gia môn xe đạp thể thao thường muốn núp gió để tránh bị cản gió, mất sức khi đạp xe. Tuy nhiên, khi bám sát đuôi xe tải, nếu gặp chướng ngại vật, xe tải phanh gấp hoặc đánh lái gấp để tránh, rủi ro lớn là xe đạp sẽ đâm thẳng vào đuôi xe tải và gây tai nạn. Không chỉ xảy ra tai nạn với xe hai bánh, ô tô con cũng rơi vào tai nạn tương tự khi chạy song song với xe đầu kéo như trong tình huống này. Ô tô con đang chạy thì chuyển làn đột ngột và áp sát rất nhanh vào điểm mù bên phải đầu xe container. Chiếc ô tô con sau đó bị chiếc xe container tông vào hông bên trái, đồng thời ủi về phía trước một đoạn rất dài.